hồi sinh, hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời, những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, hãy đến với chúng tôi, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Những bàn tay thời khắc định mệnh, cần lắm những bàn tay. Hoạt động thường ngày của bạn bị gián đoạn bởi các biểu hiện đau cổ, đau vai, đau khớp gối, đau thắt lưng, vận động khó khăn. Xương khớp PV của Phúc Vinh được kết hợp bởi glucosamine, MSM, chondroitin sulfat và các thảo dược thiên nhiên, giúp cho người bị đau nhức xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ, viêm quanh khớp vai, cột sống thắt lưng, khớp gối, sưng đau các khớp, phòng chống loãng xương, tái tạo sụn khớp, bổ sung chất nhảy dịch khớp, giúp khớp vận động linh hoạt. Xương khớp PV phục hồi và bảo vệ hệ cơ xương khớp chắc khỏe. Xương khớp PV, sản phẩm mới của Phúc Vinh. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Thưa quý vị, tuần vừa rồi chúng ta đã đồng hành với nhân vật đang gặp khó khăn trong cuộc sống trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Còn bây giờ, tuần này, nhân vật nào đây sẽ được tiếp sức thưa quý vị? Và họ đang làm ở đâu, nghề nghiệp nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Hơn 3 năm, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh đã đi và đến với nhiều mảnh đất khác nhau, mang đến nhiều cơ hội cho nhiều số phận. Và cuộc hành trình lần này, chúng tôi đến là miền Bắc yêu thương, mảnh đất mà chúng tôi đã nhiều lần muốn đến. Bởi nơi đó có rất nhiều những mảnh đời nghèo đang chờ tiếp sức hồi sinh. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh xin kính chào quý vị. Qua bao nhiêu năm tháng chúng tôi đi dọc chiều dài đất nước từ miền Tây Nam Bộ đến Tây Nguyên, và ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thủ đô Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai. Ngày hôm nay chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ tiếp sức cho bệnh nhân nào đây? Mời quý vị cùng theo dõi. Bụng, bà hỏi bụng có đau không? Một lần rồi. Xin mong. Đó là không đau. Không đau nữa. Vâng. Để rồi gì? Em xem này. Nhìn lên trần nhà đi. Dạ, chào bác. Vâng, chào anh. Dạ. Tình hình của bệnh nhân sao rồi bác? Vâng, bệnh nhân Trang Thị Tòng hôm nay cũng đã tiến triển khá hơn. Dạ. Rồi thì sốt thì đã giảm và cái tình trạng không còn thiếu máu nữa. Bụng thì cũng không đau. Nhưng tuy nhiên thì bệnh nhân các cái chỉ số về nhiễm trùng ấy thì vẫn chưa hoàn toàn về bình thường. Thì chắc bệnh nhân còn được theo dõi ở đây thêm một vài ngày nữa. Thì chúng tôi sẽ xét nghiệm lại. Thì hiện nay cái tình trạng cái thai thì đã được siêu âm và bác sĩ sản phụ khoa đã kiểm tra thì thai vẫn còn đạp tốt và cái chỉ số phát triển của thai thì cũng tương đối bình thường. Tuy nhiên so với tuổi thai thì bụng vẫn còn chậm phát triển, cái thai tuổi thai vẫn chậm phát triển hơn so với trẻ khác. Thế và cũng hy vọng là bệnh nhân sẽ phải có cái chế độ dinh dưỡng tốt hơn thì cái thai nó mới phát triển bình thường được. Em là gì của chồng? Là chồng á, mới lớn lên anh nghe. Anh là Quyền Linh, người làm chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Hôm nay đến thăm vợ chồng em. Em nghe hiểu không? Có. À, vợ em bị bệnh lâu chưa? Lâu. Lâu hả? Hai vợ chồng có con chưa? Chưa. À, đây là đứa... Đây con thứ nhất. À, thứ nhất hả bác? Vâng. Con nhất hả? Ở nhà thì em làm gì? Ở nhà thì... trồng lúa, trồng ngô. Trồng nguồn lúa với ngô hả? Vợ em có nói tiếng Kinh được không? Không. Không nói tiếng Kinh được hả? Vâng. Vợ em là người gì? Người dân tộc Mông. Dân tộc Mông. À, dân tộc Mông hả? Ở đâu? Địa chỉ nhà đâu? Địa chỉ nhà ở đâu? Mù Cang Chải. Mù Cang Chải. Vâng. Xa tỉnh, lắm. Tôi tỉnh nào? Tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái. Yên Bái hả? Bố mẹ làm gì? Bố mẹ thì công. Cháu đi làm thôi. Em hỏi vợ em coi sức khỏe vợ hôm nay thấy thế nào? Hỏi đi. Nông mùa. Bỏ lạc khỏe hơn. Hôm nay thấy khỏe chưa? Khỏe hơn. Hôm nay khỏe hơn rồi. Còn sốt không? Không sốt rồi. Không sốt nữa rồi. Có đau bụng nữa không? Không. Trong túi hôm nay có nhiều tiền không? Không. Không có tiền hả?
Không. Đem được bao nhiêu tiền xuống đây từ đầu đến giờ? Đem được bao nhiêu tiền xuống rồi? Tiêu hết bao nhiêu tiền rồi? Em thì không tiêu, em chỉ mua, không có tiền thì chỉ lại lấy tiền để mua nước uống thôi. Chỉ đủ tiền mua nước uống thôi á? Vâng. Thế nên... Không có. Đủ tiền mua nước uống thôi đó hả? Vâng. Vậy thì hôm nay ăn ăn cơm ở đâu? Cơm thì... Họ cho. Cơm bệnh viện cho, cơm. Miễn phí. Vâng. Tức là mình có phòng công tác xã hội hả? Phòng công tác xã hội và đề nghị sẽ miễn phí tiền ăn cho bệnh nhân. Cả chồng bệnh nhân cũng không. Tiền mua sữa cho vợ có không? Vâng, không uống sữa. Không uống sữa? Vâng. Chứ uống gì? Uống nước. Uống nước thôi hả? Vâng, không thích uống sữa. Uống nước, uống sữa mới tốt cho bào thai em bé. Rồi, thôi được rồi, hôm nay Quỳ Linh đến đây thăm hai em. Linh với bác sĩ Cường sẽ làm việc xem cái tình trạng của vợ em thế nào. Rồi chút xíu anh Quỳ Linh sẽ quay trở lại nha. Vâng. Nói với vợ cho vợ vui. Vâng. Các bác sĩ khoa truyền nhiễm này chăm sóc rất là tốt. Vâng. Thấy chưa? Nó có cơm ăn, có đầy đủ hết trơn, bây giờ được điều trị nữa. Vâng. Thấy vui không? Có. Em nói với vợ cho vợ biết đi. Vâng. Em nói đi, nó to lên. Vui rồi, tôi xa rồi. Thôi bây giờ Linh với bác sĩ Cường sẽ qua làm việc ha. Thôi được rồi, yên tâm nhé. Vâng. Chấp khỏi bệnh rồi. Anh qua làm việc bác sĩ Cường, tình hình sao rồi em sẽ quay trở lại nha. Vâng. Rồi, đi bác đi. Vâng. Thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Linh đang có mặt tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Chúng tôi sẽ cùng đồng hành với bệnh nhân ngày hôm nay, đó là Trang Thị Tòng. Để hiểu hơn về tình trạng của bệnh nhân này, chúng tôi sẽ trao đổi với bác sĩ trưởng khoa, đó là tiến sĩ bác sĩ Đỗ Duy Cường và bác sĩ Phạm Thị Bích Mận, trưởng phòng công tác xã hội. Xin chào hai bác ạ. Hôm nay thì chúng tôi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây để cùng đồng hành với bệnh nhân người Mông, Trang Thị Tòng. Vậy thì bác sĩ có thể cho chúng tôi biết được là tình trạng khi mà bệnh nhân này nhập viện như thế nào? Với cái tình trạng là có biểu hiện sốt cao, đau bụng và có biểu hiện có thai tuần thứ 28 và có biểu hiện khó thở. Thế chúng tôi cũng đã chẩn đoán kịp thời là một cái bệnh cảnh của nhiễm trùng huyết trên người phụ nữ có thai. Sau khi làm các cái xét nghiệm thì thấy rằng bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu nặng. Thế rồi có tình trạng nhiễm trùng rõ rệt và có nguy cơ đến ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Thì với cái tình cảnh là người dân tộc và hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân thì có bảo hiểm nhưng với cái tình hình kinh tế khó khăn và cũng không có đủ điều kiện, kể cả những cái tối thiểu như ăn ở sinh hoạt, cho chi trả những cái ngày nằm viện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng cố gắng để điều trị cho bệnh nhân kịp thời với cái phác đồ điều trị theo cái hướng là dùng nhiễm trùng huyết và phải dùng kháng sinh mạnh. Thế thì bệnh nhân ngoài ra được điều trị, ngoài điều trị kháng sinh, bệnh nhân còn được truyền máu, được truyền albumin và để cho đỡ cái tình trạng thiếu máu. Sau khi mà bệnh nhân mà xuất viện đó thì cái tình hình tái phát hay là nó có thể nhiễm trùng gì có xảy ra với bệnh nhân Tòng không ạ? Vâng, thì trên một cái cơ địa của một cái người bệnh dân tộc, cái dinh dưỡng kém và suy giảm miễn dịch do điều kiện dinh dưỡng cũng như về điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thì cái thai hiện nay cũng có những cái nguy cơ vì bệnh nhân cũng còn khoảng độ 2 tháng nữa thì mới sinh. Thế thứ hai nữa là tình trạng tiếp theo sau này thì cái nguy cơ nhiễm trùng vẫn có thể khả năng tái phát, vì chúng tôi xét nghiệm thấy là bệnh nhân có những cái biểu hiện nhiễm trùng viêm từ đường tiết niệu. Thế và những cái nhiễm trùng này sau này cần được theo dõi và được điều trị tiếp tục, cho nên là cái khả năng mà bệnh nhân sẽ còn phải được điều trị và theo dõi tiếp tục và cần có cái sự hỗ trợ của y tế cũng như là của cộng đồng để cho hỗ trợ cho bệnh nhân để sau này để có cái cuộc sống ổn định cũng như là sinh nở mẹ tròn con vuông thì cũng cần phải tiếp tục. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Cường, bác sĩ Mừng rất là nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tất cả chúng ta ngồi đây cũng vì tất cả cái mọi khó khăn của gia đình chị Tòng, và làm sao để cho mọi khó khăn nó không còn nữa, làm sao để bệnh nhân Tòng có thể xuất viện và làm sao để mẹ tròn con vuông. Đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của tất cả cộng đồng xã hội. Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Cường và cảm ơn bác sĩ Mừng. Làm sao để bệnh nhân Tòng xuất viện sớm? Chúng tôi rất mong được chương trình
Tiếp Sức Hồi Sinh cùng đồng hành cùng chúng tôi để tiếp tục hỗ trợ cho những cái bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vượt qua bệnh tật và tiếp tục ổn định cuộc sống. Dạ, một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Cường. Cảm ơn bác sĩ Mân ạ. Vượt qua hơn 2.000 km, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh của chúng tôi đã có mặt tại tỉnh Yên Bái. Và điểm dừng chân của chúng tôi trong chuyến hành trình lần này đó chính là huyện Mù Cang Chải để đến thăm gia đình chị Trang Thị Tòng, một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của bản Kháo Nhà, xã Khao Phạ, với mong muốn phần nào có thể chia sẻ được những khó khăn mà chị đang gặp phải. Từ Hà Nội, chúng tôi vượt gần 400 km để đến với bản Kháo Nhà, bản Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái để thăm gia đình chị Trang Thị Tòng, người phụ nữ còn rất trẻ, đứng trước nguy cơ mất con và khó giữ lại mạng sống nếu căn bệnh của chị không được kiểm soát và kịp thời cứu chữa. Và cũng đã 3 năm trôi qua, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng có lẽ đây là chuyến đi mà ekip chúng tôi sẽ luôn nhớ. Đường xa, đồi núi, đói và khát. Nhưng với quyết tâm đến để tận mắt nhìn và biết được cuộc sống của gia đình chị, nên dù mưa gió, chúng tôi vẫn không chùn bước. Xe đi không nổi chị ạ. Sao ạ? Không biết là xe đi không nổi đến đây, xe chết mà. Vì dốc quá xe đi không nổi đấy. Xe bị hư ạ? Vâng, xe thì sao đi không nổi đâu. Leo dốc, leo vâng. Leo dốc cao quá nó nóng máy. Vâng. Thôi chết, thế bây giờ phải làm nào ạ? Thế chị về đi bộ xong em đi một mình thôi. Ôi, đi bộ à anh? Vâng. Cứ còn xa không ạ? Còn 5 cây đó chị ạ. 5 cây ạ? Vâng. Đường này không hay là có đường đất bùn lầy sình gì không anh? Có đường đất. À vậy. Vâng. Chị đi bộ nha. Vâng, vâng. Thưa quý vị, từ địa phận của Mù Cang Chải thì hiện nay Bảo Thanh cùng với cả ekip đã có mặt tại bản Kháo Nhà, xã Cao Phạ. Và sau khi được người dân địa phương ở đây chỉ dẫn thì Bảo Thanh đã biết được rằng là sau dãy núi xa xa ở phía kia đó là nhà của chị Trang Thị Tòng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển tiếp trên con đường mòn rất là lầy lội như thế này để đến được với nhà của nhân vật. Nào. Ai cũng có một ước mơ, một ước mơ riêng mình. Nhưng có một ước mơ vẫn còn nơi rất xa, người nghèo cơm vẫn chưa no, lại còn thêm sóng gió. Giờ phút định mệnh cần lắm những vòng tay, thời khắc định mệnh cần lắm những vòng tay. Tiếp Sức Hồi Sinh hãy cho nhau tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh, đến với nhau tình người. Tiếp sức hồi sinh, cho ước mơ thêm dạng người. Trao yêu thương đông đầy vòng tay ấm, lên tình người nụ cười tiếp sức hồi sinh. Thưa quý vị, lên núi rồi lại xuống núi không biết bao nhiêu km và tiếp theo đây là gần 20 km đi bộ trong đường rừng. Thực sự mà nói thì bản thân Bảo Thanh cảm thấy rất là mệt. Bởi vì mình không phải là người leo núi quen, cũng như là cái thể lực của mình không thể nào mà giống mà tốt được như người dân địa phương ở đây. Và may quá, Bảo Thanh đã gặp được em A Cổ. Em đã đồng ý đưa Bảo Thanh tới nhà của chị Trang Thị Tòng. Và bây giờ Bảo Thanh và em ấy đang trên đường đi tiếp.
đoạn đường ở phía trước vẫn còn rất là xa. Và cái đường đây quý vị nhìn thấy đó, cái đường rất là nhỏ. Sáng nay Mù Căng Chải có mưa rất là lớn nên là bây giờ cái đất ở dưới chân đi rất là mềm, vì thế nên là địa hình đi lại rất là nguy hiểm. Và bây giờ nào quý vị hãy cùng với cả hai chị em tôi đi tiếp nhé. Đi. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh, đến với nhau tình người. Tiếp sức hồi sinh, cho ước mơ. Và cứ như thế, hết ngọn đồi này qua quả núi khác, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà chị khi gặp được người dân ở đây chỉ dẫn. Tới chưa A Cổ? Đâu? Đây hả? Thưa quý vị, cuối cùng thì Bảo Thanh với sự dẫn dắt của bé A Cổ đã đưa Bảo Thanh cùng với ekip tiếp sức hồi sinh tới được với nhà của nhân vật. Không biết là giờ này thì có ai ở nhà hay là không. Theo như A Cổ vừa nói thì giờ này là mọi người đi nương đi dẫy hết rồi. Hy vọng là sẽ có một ai đó ở nhà. Chúng mình cùng đi vào nhé. Chị nói chuyện với bà xong rồi em dịch hộ chị nhá. Bà ơi, con chào bà. Dạ bà ơi, bà làm ơn cho con hỏi đây có phải là nhà của chị Tống không ạ? Em nói đi. Bà bảo gì? Bảo là lên đai trong nhà hộ ở bệnh viện á. Chị Tống ở bệnh viện á. Đúng. Thế em hỏi bà hộ chị là bà là gì của chị Tòng, quan hệ như thế nào á? Bà đấy là bà nhất của chị Tòng. À đây là dì của chị Tòng. Bà ơi, thế con mời bà lên nhà ngồi nói chuyện một tí nhá. Em nói đi. Con muốn nhớ tỏ hai xin thưa cả cháu bé. Dạ, đi. Lúc này trước mắt chúng tôi là ngôi nhà gia đình chị sinh sống, giản đơn đến lạ. Ekip chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến thắc mắc khác khi cố đến tận nơi. Và cuối cùng, chúng tôi phục nghị lực phi thường và ý chí lạc quan của chị và gia đình. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã có thể thấy được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình chị Trang Thị Tòng khi mà chị đang mang trong mình một bào thai cùng với một căn bệnh vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ con bất cứ lúc nào. Quý vị có thể nhìn thấy đây là ngôi nhà của chị, một ngôi nhà gỗ sập sệ nằm trơ vơ trên một quả đồi, mà để đi được xuống dưới đường để mua nhu yếu thực phẩm hay là đưa chị Tòng đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện, chúng ta phải đi mất 3-4 tiếng đường rừng, thậm chí có thể là 5 tiếng nếu như anh A Hài, chồng của chị, phải cõng chị ở trên lưng để đi. Bởi vì hôm nay Bảo Thanh cùng với cả A Cổ đã phải đi rất là lâu thì mới tới đây được. Thực sự hôm nay Bảo Thanh cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì vượt qua một chặng đường dài như thế đến được nhà của chị Trang Thị Tòng và đã gặp được dì của chị ấy để mình có thể hiểu rõ được sâu hơn về hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình chị.
chị cảm ơn A Cổ vì hôm nay đã đưa chị tới được với nhà của chị Trang Thị Tòng. Và A Cổ dịch dùng chị với bà rằng là chị cùng với ekip chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh rất là cảm ơn bà và mong bà có thật nhiều sức khỏe để có thể cùng với chị Trang Thị Tòng và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn lần này. Em nói đi. Bảo Thanh rất mong rằng sau chương trình lần này sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân cùng với Bảo Thanh và ekip chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh giúp gia đình chị Trang Thị Tòng vượt qua giai đoạn khó khăn lần này. Con chào bà ạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nhé bà. Chào bà ạ. Rồi, anh đã làm việc với bác sĩ Cường trưởng khoa rồi. Các bác sĩ ở đây hết xong rồi. Vâng. Mình sẽ cố gắng có thêm nhiều kinh phí để điều trị cho vợ. Vâng. Mau khỏi. Vâng. Để về mẹ tròn con vuông ha. Vâng. Chị vui không? Có. Có hả? Vâng. Thương vợ không? Có. Có hả? Vâng. Bây giờ hôm nay có chị Nhâm đại diện cho công ty Dược Thảo Phúc Vinh. Vâng. Có món quà dành cho em và vợ. Chị thay mặt cho công ty cổ phần Dược Thảo Phúc Vinh có món quà gửi cho hai em, chúc em mau khỏi bệnh và nhanh chóng về với gia đình. Nhận đi. Nhận đi. Cảm ơn chị đi. Cảm ơn chị. Nói với vợ đi. Hai. Nói lớn lên. Anh nói gì với vợ đi. Đây là quỹ Tiếp Sức Hồi Sinh, tặng thêm 10 triệu đồng nữa. Đây. Như vậy là hôm nay em và vợ có 20 triệu. Không có biết tiếng Kinh. Đây. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng sức khỏe ha, cho vợ mau bình phục trở về. Thấy chưa? Chăm sóc vợ cho kỹ nha. Rồi, chắc con không nghe tiếng Kinh đâu đúng không? Nói với vợ, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Tiếp Sức Hồi Sinh tiếng Mông là nói sao? Hả? À? Nói sao nói nghe coi, anh học coi. Mắc cỡ. Tên người đồng bào nên là ít nói nhé. Thôi như vậy là vui rồi. Bây giờ anh sẽ đi đóng tiền cho em để em có tiền nữa điều trị thuốc men cho vợ nha, được chưa? Rồi để đây đi, để đây rồi đi đi với anh nha. Đây rồi em đi với anh, để vợ nằm đó đi, thì đây đóng tiền. Còn nhau có vợ tên là gì? Tông. Hả? Tông. Tông. Vâng. Rồi đi. Xin chúc mừng cho nhân vật của chúng ta, như vậy đã được sự tiếp sức của các mạnh thường quân trong chương trình và mong lắm thay những cái điều tốt đẹp luôn luôn đến với họ. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhân vật này quý vị nha. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, đặc biệt cảm ơn Dược Thảo Phúc Vinh đã đồng hành với Tiếp Sức Hồi Sinh của chúng tôi. Tạm biệt quý vị. Ai cũng có một ước mơ riêng mình. Vẫn còn nơi rất xa, đời nghèo cơm vẫn chưa no, lại còn thêm sóng gió. Giờ phút định mệnh càng lắm những vòng tay, thời khắc định mệnh càng lắm những vòng tay. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh, cho nhau cuộc đời, vì cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh đến với nhau tình người, tiếp sức hồi sinh cho ước mơ thêm rạng ngời.
trao yêu thương đong đầy vòng tay ấm ấm lên tình người nụ cười. Quý vị thân mến, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là chỗ dựa, luôn luôn là cầu nối tiếp sức cho tất cả những số phận, những mảnh đời kém may mắn. Hãy đến với chúng tôi Tiếp Sức Hồi Sinh để nhận được những niềm vui, nhận được những điều hạnh phúc và nhận được những giá trị của những tấm lòng hảo tâm. Xin mời quý vị hãy liên hệ với số điện thoại cũng như là địa chỉ đang hiện trên màn hình. Hoạt động thường ngày của bạn bị gián đoạn bởi các biểu hiện đau cổ, đau vai, đau khớp gối, đau thắt lưng, vận động khó khăn. Xương khớp PV của Phúc Vinh được kết hợp bởi glucosamine, MSM, chondroitin sunfat và các thảo dược thiên nhiên dùng cho người bị đau nhức xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ, viêm quanh khớp vai, cột sống thắt lưng, khớp gối, sưng đau các khớp, phòng chống loãng xương, tái tạo sụn khớp, bổ sung chất nhảy dịch khớp, giúp khớp vận động linh hoạt. Xương khớp PV phục hồi và bảo vệ hệ cơ xương khớp chắc khỏe. Xương khớp PV, sản phẩm mới của Phúc Vinh. Bận rộn với việc học rồi phải buôn bán ở nhà giúp mẹ, vậy thì bao lâu mới lên thăm mẹ? Em cũng chưa có tính lên, không đi nhanh lên được ạ.